Ơi em gái chân đau què một chân mà vẫn phải đi nhặt đá đây này mọi người. Đây, cái bé này nhiều thật. Đây. Đau thì sao nào? Nhanh. Ui, tí anh còn ngã đây nữa. Mình đang cầm đợi nha các bác nha. Đừng có chê nha. Mình đang nhặt đá làm thuốc đấy. Đây. Đây tiền cũng ra nhàn nữa hả tiền ra nhàn làm thuốc hò nè. Ôi em đi chân đây sướng không đi đi đứng chưa rồi à tôi em có làm lên đấy lên thế đấy đau lắm rồi tao tiếc nếu mà thấy lên thử đi đứng phát em lắm mà này đá mà còn đi chân đất đây này mọi người đây em trai mình còn kinh khủng hơn mình luôn đi chân đất. Mình đang cầm một cây gậy để đi xem nữa nha các bác nha. Ôi giời ơi, nó chả tan hết rồi ấy nhỉ, lúc đấy chắc còn nhiều hơn đấy nhở. Nó nhiều lắm. Ôi. Ôi. Thật tí à tập. Thật tí à? Thật tí à? Thật mẹ. Thế mẹ tê vô tí tuyên thì chó vua vẹ. Biểu chứ là cả ngà lên thật tê đá lên lưu. Nhà thủ không hay chị à? Không. Không mà. Đi cậu mình đi xem cái nhà. Ủa, bên cái này nhà, nhà bên kia chắc đi đâu cũng chịu. Úi dồi ôi ghê chưa. Ôi, không có được. Đằng sau xem đằng sau nào không có được. Đây thấy chưa. Đấy, em trai khỏe chưa. Em cậu ấy không phải em trai em cậu khỏe chưa này, đi chân đất này. Úi dồi ôi gấy cả một cây sâm mục đây nữa. À nãy thì gió cũng hơi to. Hay và có cả đá nữa thì cây đổ hết. Dày chưa? Ôi không đá thì vào nhặt cái này. Được. Đây. Nhặt làm gì nhiều thế, dùng đâu hết được. Đi vào dớm đây được bao nhiêu phút nào? Khoảng một năm. Ừ? Chắc dớm được khoảng một năm. Đây mình vào giám sao được bao nhiêu giây nào? Xem ai chịu được lâu hơn nhỉ? Ôi, đổ à đổ một cây luôn nhá. Đây. Ở đằng sau nhà luôn. Cả polo cũng vỡ rồi. Mới nhìn thấy câu à? À, chắc tại vì cái cây này bị đổ xuống ấy thì cũng va vào cái polo này, vỡ vài tấm. Thực ra thì mưa đá này rất là nguy hiểm nha. Sơn thì lớn từng này rồi mới thấy lần này mưa đá quá khủng khiếp luôn. Cái thời trước mình còn bé mình cũng còn nhớ là vẫn có mưa đá nhưng mà nó ít, nó không có nhiều như lần này nha. Này. Giờ này đã hơn chục phút rồi mà vẫn chưa tan hết rồi, vẫn còn rất là dày luôn. Đây, bây giờ mình vào nhà về nhà thôi. Vớ cả polo mà mày không té cậu kìa. Cái cây kia đổ xuống ấy, nó đập vỡ polo ấy. Ừ. Để xem cái kia đi. Đó. Thôi, không đi nữa. Kia, bên kia nó xuống dốc dưới kia rồi. Này. Đây, chỗ nào chả có. Thằng làm kiểu thằng tiền quá. Mình về thi đấu à. Vào cái đằng sau kìa, cái ránh của nhà em ấy. Xem là ai đứng lâu hơn. Nhớ. Nào không?